Ning, Shim, Nom, Bunku, the Gaw. Sum Swakum can come with him nine San Pimbo Jung, no video with me. Namuning Japadam, the come with him, Sum Puka, Krop the can pop right and soon, or pop right the Gawney. Should Chunjin, Champunge, Shimbe, Boro.가정 맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. ព្រះសជាគ្រួសារលេងមួយគ្រួសាររបស់យើងជាម្ចាស់នៃជំនិកគុកសច្ចាថាស្ដារនៅមេត្តាគុំដើមនិងកសាងរាជាណាចក្ររបស់ព្រះនៅលើផែនដីនិងនៅលើឋានសួគ៌ដែលជាដើមគតិដើមនៃការបង្កើតលោកដែលបែកលើសេចក្តីស្លាយពិតបាទសូមអរគុណយ៉ាងសូមក្រុមជើញថ្នាក់នាំគ្រូគ្រូទាំងអស់ជួបបួងសួងបើកកម្មវិធីជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នា សូមពិសមនិពេសូមគោរពព្រមរតនសួរពុកម្ដាយពិតព្រះរាជជនទាំងអស់ដែលបានចែកឋានក្នុងពុកព្រំយានទីគ្រប់បាទសូមអរគុណនឹងថ្លែងអំណរគុណនៅពលិពុននេះពីអស់គ្នាធ្វើការក្រោកពីពុកព្រលឹងដើម្បីទទួលបាននៅអាហារខាងស្មារតីវិញ្ញាណបាទសួរបាទឲ្យមានការរីកលាស់ជាប្រចាំ ជាប្រចាំមិនជាគុំនៅថ្ងៃថ្មីរបស់យើងម៉ែស៊ូជាពិសេសទៅកាដល់ខាត់នៅយើងដើម្បីខ្លាយជាមនុស្សល្អជាមនុស្សតាមមួយម៉ែស៊ូម៉ែស៊ូសូមអរគុណនឹងត្រៃគុណក្នុងកលៈតៃសាក្នុងលំបាកពិសេសកាស្ទៀតដល់ដើមសន្តិសុខនេះពីសង្គមសួរទៅកាន់បងប្អូនប្រុសស្រីជាអស់មានសុខភាពល្អមកតាមមុនជាឆ្ងាយពីជំងឺ កាត់ស៊ីស៊ីម៉ៃស៊ូបាទម៉ៃស៊ូសូមអរគុណដល់ពុទ្ធរបស់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ងងបបប្រសិរីសម្រាប់ជាមកដល់នេះសូមលើកការជូនដល់ពុកម៉ែស៊ូក្នុងនាមពុកម៉ែពិតអាជូបាទជំសុំអរគុណជំសួរគុំរ៉ោទីតជាងនេះយើងបន្តនៅកម្មវិធី ដូចសពមួយដងតែគាត់ណាធ្វើនៅម៉ោង5:00ទៀងគេថាសមាជិកស្មារការយើងបងប្អូនទាំងមួយទៅប្រហែលនៅការក្រោកគំតែយ៉ាងណានោះយើងពីពីថ្ងៃទៅសួងខ្លួនទាំងអស់គ្នាបាទជិះក៏អរខានពេលវេលាយូរសូមបាទស្វាគមន៍បាទមូស្លីមដើម្បីផ្ដល់លោកមេរៀនមកយើងនៅលើទឹកនេះចេញ Good morning, our brothers and sisters. Good morning, some earth and some land. So this morning, I would like to share the title is The Earthly Life and the Spirit World. Và chứng mê tất cả mà dừng lập lực này, em cho chẳng lẽ vì chú vật nở lờ phát đây nên chú vật đồng nông bởi bộ bình. First, I would like to read for the prepared speech. When you go to the heavenly kingdom, you must go through the wedding ceremony. Dressed in the ceremonial garments, you enter, stand before God, and greet Him with love. Husband and wife have a love relationship in front of God. When they make love, God Himself rejoices. At the same time, He envelops them from the vertical position, not only feelings of the horizontal couple, but those of the entire universe flow and intoxicate them. They thus enter an unimaginable world that is like a kaleidoscope. When they love, something amazing happens.
Two invisible streams of energy come together and unite completely as one and assimilated in the world of light. The way of life is brought about with true love. Và nó bên nè từ là trở thành su nè từ là cho lòng cắt bị thi hiệp ca nè cho nè cho nó dục buồn một bệ hai xoa công trúc đoài sạch lây xa lại xoa ngoài bệ yên miên tình là tình nông xa lại nhìn nơi dục buồn một bệ bệ bộ kê bằng ca sạch lây xa lại bệ trúng bệnh chi miên đồng nông nó bệ đồng nàng này nó trúng màn ao cơ sao bộ kê thế nông là tu được ti xài bình cho មិនត្រឹមតែអារម្មណ៍របស់គូស្វាមីភរិយាសាក់នេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៃសកលលោកទាំងមូលបានហូរចូលនៅដកចូលក្នុងពួកគេដូច្នេះហើយពួកគេចូលទៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនអាចស្មានដល់ដែលប្រៀបដូចជាទៅពេលពួកគេស្រឡាញ់មានអ្វីអស្ចារ្យកើតឡើងតាមពលដែលមើលមិនឃើញបានមកជុំពួកគេហើយរូបនេះតែមួយហើយត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងភពនៃពន្លឺមីគីរិជីវិតនេះ No more space aligned, but so this is a little bit surprising message from the two parents. Và đây cứ chia và xa của nhà ba là muối trên nhà pi bột đại bứt. After the husband and the wife die, and first thing that they do in the spirit world is to go to the spirit world and then to wear the holy robe and then greeting to God. Và chúng mình đề thà bắt đầu bị xóa mây nằm bị dịp tôi bàn hành trực tâm tới nâng chúng rừng tìm mức yêu phụ kê bàn sẽ liên nơi sẽ liên bẻ cầu của máu mây cho nào chúng buồn mục bẻ. And then what kind of greeting that they are doing in front of the in front of God is to make love before in front of God. Và vậy là phụ kê thôi là chúng buồn mục bẻ cái mình hả? Kê cổ rộng nó cứ đâm bay thuộc cả bằng cát nó sẽ đầy sẵn lãnh chụp buồn một bề. But the point is in the spirit world, in the kingdom of heaven, that when the husband and wife make love in front of God and then they never feel ashamed. Và có một tái rương đề của phía bảo ông ấy thà nó cũng vị trí để trả thàm su và phục bình nhiên ấy. Và bây giờ sau mà bị dì bằng cát nó sẽ đầy sẵn lãnh kê ẩn mình phải quả yên tế. So, and then for the first thing that they do in the spirit world is to make love in front of God. Và chứng rưu tìm mùi ghê thuốc cứ bằng cách nơi sẽ đầy xa lãnh cho buộc một bề. In the spirit world, everything is prepared for the eating, for the living, and for what to wear. Và nó nông đi chìm trái tham xuống, à vậy sẽ bảo giác trời bàn điệp tròn nơi cả hô chọc kỳ nhận chỉ đạo. So, whatever you want to eat, whatever you want to wear, and wherever you want to live, in the kingdom of heaven, you can do whatever you want. Và vậy để dương trong hốp, ở vậy để dương trong sleep, chứng lực nông lịch trên là trả than xuống người dương ai thua vậy sau chắc, tao vậy để dương trong. So, if in the spirit world, that everything you want and you can do, and then, if do so, and then in the earthly world, at the remain of the time, what are you going to do? Và chân lý cái chi chỉ vật nó không bị chi này trả tham số công tác nó không bị nó lơ phán đại dương ta vậy đại dương chọn phương. And in the for human being, what is the most happiness matter in the life? Và xem ra một lúc chi ta vậy để vợ dương miên sự phép một cơ lộn phật nó chỉ vật. According to true parents, that is the love between husband and wife. Và chứng chất đáy cứ lưu vị chia sọc đây sẽ lái nhà viên xoa mấy nào kể gì. When the husband and wife love each other, centering on God, and then that is the greatest happiness in the earthly life for the human being. Đã là bê đề xoa mấy bê gì bà cát nơ sọc đây sẽ lái nhà cho vua bê nữ kể gì. So those couple that receive the blessing and then go to the spirit world, and the first thing they do is to make love in front of God.
và xin nẹ đa tư tư là cao sẽ bố chế cho tất cả người phục kinh nhiên rương tập bông là kê thua nó cứ bằng cách nó sẽ đầy xa lát cho bố mục ra. The reason why that we feel that to make love is a little bit ashamed is because of the fall. Và chứng hết Paul mùi đầy dư người ta bằng cách nó sẽ đầy xa lát cho bố mục ra nó vì chụp bị chưa rương cuối của mạng yên nó cứ đầy xa tại bởi bà bởi dư. Like parents love the children, or brothers and sisters love each other, or children love the parents. This is no one feel this is a shame. Và người ta cũng đai sẽ lành con sẽ lành cũng đai đây sẽ lành những bộ phận sẽ lấy đi người chị ở rằm thôi mà đà But why that husband and wife love is a shame? cho hai với bạn chị sẽ đây sẽ lành đường xóa mời kệ gì đi người chị đường của mà yên. Because the human being fall through the sexual organ. Và chúng đôi xa tại mà đâu chiếc nó cứ bàn và bật báp nơi phần này khang sợi riêng phê. And this is become far from heavenly parents, far from God, so that's why it become a shame. Và chẳng phụ người bàn khá liệt trả chân ngay vì bộ mạng thần xua vì bệnh trái cứ khi mình đập hiệp mà in trong trong đời nhận. But originally, that the what it's supposed to be is the husband and wife get married, centering on heavenly parent. So that is a blessing. Và tại đam lại cứ đam từ bố mất cứ một đôi chiếc tụ bàn là ta riệp ca riệp bì bì nó bì bộ mặt ra xuống nó cứ chia và bộ đạo. And then that is the one-on-one relationship. There is no allow to the third person is come between husband and wife love. Và nó cứ chia tình nợ tình đồ viên đây năng và bốn mùi tuổi mùi cứ ăn miên nẹ thì bày thì buồn thì. The spirit world is a world of intuition where within a week you can surpass the knowledge of the any scholar, however distinguished or great. By seeing things through a light of your heart, you will automatically understand the world and all its related interconnections. This is because from the viewpoint of the heart, they are in a certain relationship with you as your subject partner or counterpart. Tất chất là bỏ tham xua. Vì phục vụ nhiên cư chi vụ phục này bị trả là nhiên. Đại khả năng là dạ bê mùi sạp đá nẹ ai lơ bì chung là đăng đồ bỏ nẹ prai nhà tình ọc tuổi. Bụi cái rưu ọt cha gà đào tam dạ ca mơ khơi và vậy tam dạ bình lư này đua chết đồ bọn nhé. Nữ đình dư đòi xoay vào bọt ẩm bì bì hụt lốt nâng tùm lại tùm lông đại tệ tô nâng kì tình ọt bảo vì. Ní cư đề xa tại tam tệ xa này đua chết đồ bọt bụi kế miên tình lại tình lông chết đáy chứ mùi ở vậy nâng chỉ đại cư vừa thím nâng xòm hiệp bọn nhé. So as Father saying here, the spirit world is the world of the intuition. Bà chân đồ bộ ban để dây nơi tí ní chân bị phục bình yên gửi chi bị phục này ta chỉ đại cụ. So why? That for all of us that we need to do the training for the training of the spiritual intuition on the earth. Chân ai xin rạp dương tình ọc ní dương trâu tài miên là ca phật hạt nơi xma đầy vì nhận bởi dương là bàn đầy. This kind of intelligent content, and when you go to the spirit world and then finish it within the 1 week. Và chúng ta tôn tại nơi mê tạc ca ca rin sốt ấy tình ổn ấy khi dương trở bình chọc lại lạ ra thà tôn mà sao bà đà tế nằm mơ bộ bình yên. The spirit world is not the world of the knowledge, but the world of heart. Và chúng bị phục bình yên mình mẹn chia bị phục này ca rè bì bì thế cầm thái bì chia bị phục này đu chật. And then the training of your heart only can gain through the experience. For example, if you not become the in order to become the parents, without the children, you cannot be the parents.
chịu tờ ho tờ bay khai chịu bụng mà đái bởi xin đi dương mình còn thấy dương mà lại khai chịu bụng mà đái thì And only through having the parent, to only through have the children, and then you will know the heart of parent. Mà chúng ta mà dạy mình cốt như đừng chạm đam vô đừng làm vì thực chất này bụng mà đái. Same thing that without going through the marriage, and then you don't know what is the heart of husband and wife. Và chân đôi khi là bà sinh thì dư mình ban cho lòng cách cho vật ở phía phía cái dư mình đừng mình dư lòng vì sự đây sẽ làm thì dư xoa mới về dư đài. That's why the husband without knowing what is a husband and without marriage, that don't know what is a husband and wife, husband and wife life, a heart. Và được thứ hai bà không nên chịu vật ở phía phía thế mình mang được cả thế cái dương mình đăng mình vô là vì tự chất thì vương xoa mới bị dương thì The spirit world is the world of heart, and then this world of heart can only know through the experience. Và thì phục vụ nhiên khi chưa vụ phục này đưa chất chứng dương ai vô đăng bán bên ta tạm dạy bọc bí sao của nó. The knowledge or wisdom, this kind of thing is it, this is for the attachment in order to complete the world of heart. Bà ca được bị bị khang tại nhà ACMC nhất cư bia chìa cương làm o mũi xâm rạp dương cho tất cả là phổ bình yên. That's why what we need to know is the spirit world is a world centering on heart. Chẳng là quay dương thật đăng chúng ta nít của phổ bình yên cư phải cư rồi nấu phải từ lớn đồ chật. That's why on the earth, what we need to do is we need to train ourselves to grow up our heart. Và chân lịch này hai lòng quên là lớp hẹn đây ở quay điện trở thuốc cứ phô ca phát khách là đuôi chất bỏ dư. So completion of the human being is to completion of the heart and then completion of love, not completion of the wisdom. Và sở cơ tập hiệp bằng một nốt cứ chưa sở cơ tập hiệp này đuôi chất mình mẹ chỉ sở cơ tập hiệp này sở đây sẽ làm như thế. That's why for true father is emphasizing on the earth need to raise up the need to raise up your standard of heart and the standard of love. Mà tương hai đích này hai ban chỉ lục ở phục mình phải tham lòng bây giờ là lời phản đấy bây giờ trở tại sum ra giải ban là đường chết được bao nhiêu standard mới là sự đời sẽ lại bao nhiêu mình cho phổ biến nhìn. And then, so how we can raise up the standard of life, standard of heart, and standard of love. That is the point that I taught in the last week and last week, to be the sacrifice, to be the offering, and to love the enemy. Và nó cứ chia away như ban để giải cao pi pi bay sập đà muốn cứ đồng bay khai thì chia đồng vái đồng bay khai thì chia cho nó từ tí chỉ nè bể lì lẹ bỏ. So without going through this kind of training and then we cannot to remove the fallen nature. Và chứ mà xin đại dương mình ban cho lòng cận đặc ca Phật hạnh tìm ơn như thế cứ dương mình ai đó trên nhà thông và chiến bạc bao nhiêu bạn có thể. So when we overcome for the enemy and then our blood become changed. Và là bây giờ dương ai dùng chiến nơi sở trâu bao nhiêu bạn tưởng ơn nắng chẳng cứ sạch chiêm mà dưới trở bạc lạc đồ. To love the enemy and then to be sacrificed to become the offering. That is the best way to raise up your standard of heart and standard of love. Bà ca sánh là sập trời ca phải li li bỏ hồn ấy. Nếu cứ chia về mũi thì dương ai thôi ca vẫn lo nơi standard này đủ chất năng sự đây sánh bao nhiêu. So that's why the father was saying that when the enemy come to you, that is God's blessing. Và chuẩn bị nhà lộ phục mình bởi sao tha nó bê đè sợ trời nà mùi mùi dì dứ nước cư chi
cam sẽ phụ chi đó cha. And then, when you look for the enemy, and then that is the same thing that you are blocking to be saved your life. Ba chung nó bây giờ dương mơ là biết bây giờ mơ tất cả sự trâu bỏ dưới nếu bây giờ quay mũi để dương thua ở chịu vật bây giờ miền soạn thì là even the work what you don't like that you doing continue to doing repeating to doing until you become like until you like it. Và mình đây tha sự trâu bởi dương miền nở rừng rào ở quay chợ trang chúng ta chợ trang để dương mình cho chợ thôi dương mình cho chợ để tái tam dễ ra sản lành sự trâu bởi dương dương thôi từ chợ ta dương dương tới việc mình xóa thôi dương sự bài chợ việc. Like teacher Hen used to say, for me, I like to eat Indian food or Nepali food. Và tôi được gửi hình from đây xem là nhóm nhóm cho chết nhà mà ha Nepal đi. But teacher Hen don't know how to eat. Ta cả này của hết ở trên nhà thì. But when because I often go, and then he need to accompany with me, and then he said he become to know how to eat. Bà ta đi xa nhóm từ Nhật nhộp nhà mà Hàn đi Hà Nepal lắm hay của hên là xa từ một phía dù tôi gọi có mẹ là phải chẳng anh mà dạng này. If you are 50 years old and you have lived more than 25 of those years of the sake of the universe in accordance with the heavenly principle and heavenly law, then you will go to the kingdom of heaven. If you have lived in such a manner, you can traverse the boundary of the dwell in the good spirit world. But if you live your life in the 50 years, putting yourself first more often than not, you should realize even though it will be disappointing, you will go not to the original homeland of the goodness, but to original homeland of the goodness, but to the original homeland of evil, that is the hell. If you live for yourself more often than not in the past, you should end that life and disavow it. And endeavoring to make the rest of your life one in which you live for the nation, the world, heaven, earth, and God. If you do this, from this point on, you will go for the ideal world of heaven. Hãy đảm bảo giữ bây giờ đó sẽ có lúc sắp tạm của cả thân xu này chứ bác thân xu nguyên niệm tất cả là trả thân xu và nếu bạn đối nợ bạn đi nếu ai cho lo cắt bụng đánh từ đối nợ nông bị phục mình nhìn lọ vận tác của dân bản nếu bạn đối nợ nông bị chỉ vật được bỏ nẹ lý dạng về hà sạch nắm bởi đã luôn ai chỉ muốn dẫn nếu cô tại đăng thà tụi bây chỉ vì mình nâng khó chất cả đói nếu nâng mình tôi sắp cầm nát đây sẽ đầy lo thì vận tái từ càng sắp cầm nát đây sẽ đầy rõ bố cư nửa ruộng và nhẹ ruộng nơi đồng bầy khuôn ai nhập nhọc chuyện đất tất cả nhẹ của ta bị chọc chủ vật nước hay là bằng quý đợi khi yên thua ở chủ vật bỏ nhẹ nơi sau mũi đè nhẹ ruộng nơi xâm rạp chiếc bị hụt lốt than sú phản đầy nhọc rẻ và nhẹ thua bệnh biết chạp vì chúng ta đi tới nhẹ nâng tất cả bị hụt hụt đó là o thịt than sú. Sorry. So in here, talking to be clear, like what is the crossroad to go to heaven or go to hell? Bà nói tiếng nước này giờ cho bác ta ở với chia phlau cắt ở bây từ than xuống than ở ruộng. So the time that at least the time for the one third of your lifetime, you are spending your time to live for the sake of others. So this will be the good condition that you go to the kingdom of heaven. Và chúng ta chấm nai bên mùi phía bay này chỉ vật bao nhiêu người lơ phản đấy đấy. Nếu cái chỉ là khăn mùi thì dừng ai từ căn thì chưa được trả tham su. But when you are spending your time more just only for the sake of yourself,
And then that is the way that you go to the hell. mà công tác mà xin được dương chậm nay về việc bao nhiêu sau đó tay dương bị chói luôn ai thế chứ nên khi chia biết để dương đặt nó chụp vật chứng cho cái cảm thán ở đó. So what is the condition to be good? That is to live for the sake of others, to be sacrificed, and then to be the offering for the others. Bà ta vẫn chỉ lệ khánh là bày khai lòi, chỉ lệ khánh nó cứ luôn đâu là bày dịp dòi nữa là tí. Nhưng dịp hợp mới để dân ai cho được cảm tham số bài. Your eternal life does not begin when you die. It begins the moment you learn about the will of God. If you are a gap in your life, or you are stuck in one place, even for one instant, your path to entity, eternity would stop. Therefore, when you walk the path of faith in your life, you should not delay going that way and put it off until next year or the following year. If you live in such manner, you will die without having lived even one day in oneness with the will. If you live like that, you cannot go to the kingdom of heaven. No matter how good your nation, if you have not lived even one day victoriously, how can you go to the kingdom of heaven? If you have not had even one victorious year, how can you enter the eternity, eternal world? These are the questions we must address. Nam một tòa lại bà nhớ luôn nó là nạn bạn đi nhận là slap đầu mình mà đôi nơi sụp bay tại buổi ngày nó kêu chúng tôi đi chàn tiền bà nhớ luôn nơi bạn đi nhận mình ai tới than su bàn tì mà tha chuyên xa là bà nhớ lo giờ nà tì bà nhớ mình ban đôi nơi sụp bay tại buổi ngày tự bàn chơi chúng nhé ta nhớ ai tới thì chưa nên trả than su bàn đòi được việc nà bà nhớ mình biết chơi chúng nhé sụp bay tại buổi năm ta nhớ ai cho được nông chưa vượt chị em mà ta trên rõ đời đặc biệt là tên đi khi chưa dùng đua đại dương trong đặc sài. In here, talking the very important message, like the eternal departure is a beginning when we know the heaven's will. Và chính là tên đi như ta chỉ bất chi rõn chị em mà ta nâng cát lạc cát mình lạc là về đại dương dô lập bị sẵn tiện rồi bỏ than xù. So the other way of saying that when our life begins, our life begins is not since we were born, but when we begin to know about the heaven, and then our life begins. Bà dừng bị chơi nghe mới tiếp chỉ vừa được bao nhiêu chấp đáp là về để dừng đăng dừng là vì chan tệ là bỏ than su mà mình về để dừng cả một tí. So why, when we didn't accept heavenly parent as my parents, we cannot enter into the realm of the principle. Bà, chúng bà sân đây dương mình ai tu vô học bổng ai than su chỉ học bổng lại bao nhiêu là tiếp chân dương mình ai cho tôi non đi chia này chạy mấy câu cả bạn là tiếp. So how much you are smart, graduate a good university, or become the doctor or master, or even you have the high position, but if you don't know that the God is our heavenly parent, then when you go to spirit world, you even cannot be in the formation stage. Nhưng mà thay dương riêng bàn cũng rất là dương chắc là dương bậc cao dương miên tư là tiên quân quân dạng nào cái đó. Thế bà sẽ đi dương mình ai đâm thà thà phụng ai thà xuôi chứ phụng ai bao dương tí. Chứ về đi dương chủ tịch hành phụng bí kết dương xong bây tài mình ai cho nó đâm nạ cao co cao.
So when in order to enter into the kingdom of in order to enter into the realm of the principle, there is three stages, like formation stage, growth stage, and completion stage. và chân cầm bay cho tôi không đi trên này sang xuống xem lại bạn cần thêm cứ như thấu cho cả tầm là cả có cao tầm là cả lúc đó tầm là cả bình bằng bộ But only when you know about the heavenly parent, and then you can enter the formation stage. và miền tây tam ngập về để dưỡng đừng ở vì vùng lại tháng xuống score vì vùng lại tháng xuống tức cứ chụp về để dưỡng cho nông tầm là cả có cả. From that moment that your spirit body start to grow. Chappi khana pe nó cứ atta vinyin khang rieng tai ba yeu chap dam luot lo. The point is for the everyday that when you are spending your life after you knowing for the heavenly parent, then you need to set the even small standard of the victory. Ba chung chuat som khan na pe de jeung skol jeung dang pi pum ba su jeung ta ta kamnot nei standard xong bây giờ tôi muốn đi chơi dùm nè rồi cho chụp chị And then, even the small thing that you are living for the sake of others, then you can set the standard of victory. và xong bây giờ rừng tôi để dương luôn đâu được bây giờ chơi nhà đã tới chứ người dương ai cũng nói nơi standard này chơi dùm nè bạn. And that's why, for example, if you are standing at the position of the leader, and then what is a good thing as a leader? Is to have the parental heart toward the member under you. Và hai bác sĩ này dương cho nó tu ti chỉ này đặt nó chấn dương cơ tại miền tất chất chi ở bụng mà đái tất can smaja I told you that maybe after the Philippine event, and then I really want to do for the instructor workshop. smaja ca và chương trình mà gặp đặc biệt nó về đây chọc nơi Pratica Kela nơi Philippines chứng trong trong thơ nơi Sikha Sala Guru Bahat So leaders workshop and then instructors workshop. hay nâng Sikha Sala để đất nó. Because the trinity instructor position is almost same as the center leader position. Bồ tha tu ti rồi bỏ Guru Bahat nó im ở đó nó cứ viên sân và smart không biết gì muốn tu ti được bao đang nó center Maybe Sopet more understood that in order to be the good instructor is more than how you can teach well for the Toyinudo skill. Actually, the more than that, what you need is how you can take care of your members. và xem hay gì sắp tới ai đừng á chi chiên cà và hạt nó cứ chung riêng là lo nó cứ chung riêng mơ thai smart cho Actually, to raise up the people is really not easy. bên tên tới ca đó phần đa ca ở rung nơi mà đúng nó cứ viên mình bên chiều cây ca để nghiêng sưu phơ được tiền Or even to become the black belt and say bye-bye. và nè khoảng tới hạt bàn sai quạt máu có đi hời. If you only teaching for the Toyinudo skill, for the external skill, and people become like this. Trong một sân lây dương bà riêng ta trầm niên khá cao chân mà nút năng But if the people can see well, what is the vision of the Toyinudo? What is the direction of the Toyinudo? And then they will crazy continue. ta bà sân chỉ mà nút ai mơ khơi nhằm phi tết nạ chạp bộ cái sai được bỏ tông y mô đố chất của kê nằm bằng to là cái càng nghe nằm. Then maybe yesterday many of you register about the true parents value and position education. Và phải chỉ mà sau mấy nhà tập thì bạn cho số đồng bày cho riêng sản khá sẽ là quân đồng lại đạo của vị phục lại bất. I need to be new in this because I give this education to Myanmar members. Và nhưng mà đừng vì đường đi để xa để nhưng trọng đó
And then yesterday, suddenly that the Korea Julius was asking me to become the translator. And he gave me the many slides and he asking me to translate to into Korean to English. And then what we are going to do is we are watching for the video from Korea and then I will translate into English. So that's why now a little bit I become crazy. But anyway, this is the content I knew. And then this new content is not, even true parents wish us to educate our members, but this is really new. So, of course, someday we need to learn, but this is not really systemized to teach to the new members. So what to do in this moment? I feel because of this, for the coaching, what we learn from the Professor Kiel and Tony Mudo is a power. For the coaching is depends on the coach. The coach have to be good, otherwise people will follow. And for Tony Mudo, the instructor should be good, otherwise people will follow. For the value of the Tony Mudo instructor is not only because of the skill, but because of the heart, because of the attitude of the instructor, people will follow. In this point, that the Sopek raised up the good instructor in Kompot. But the point is the need to be knowing to be the instructor of the heart. That is the way that to be developed for our Tony Mudo Foundation. So that's all for today. Thank you. Thank you for listening. I did a bit talk long. Thank you. Okay, then. មកនេះសម្រាប់ការចែកលេខនៅមានប្រកនេះអឺហើយអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅមេរៀនរបស់មកសនីមក៏ដូចជាមេរៀនខ្ញុំអ្នកបបប្រែដែរនៅចំណុចមួយដែលលើកឡើងថាបើយើងនៅរស់នៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃនេះលើភពផែនដីនេះបើសិនជាមិនធ្លាប់មាននៅបាត់ផ្សោតឬក៏មិនធ្លាប់ទទួលបាននៅជ័យជំនះឬជោគជ័យលើកិច្ចការងារអ្វីមួយទេគឺថាយើងមិនអាច
miền nâu chỉ vật cho tất cả thì chỉ là chắc than xua chỉ ăn một tạ thì chỉ để ra được tiền rồi có mình ai cho tất cả là na chạm mùi đài đong một đong rồi thì lấy đi hiện lệnh là sao mới thấy chạm vào đong đài về vì bữa tất chân mềm sau này mùi chạy chỉ vật chứ mình thua một tô bán lấy chục chơi ở vay mùi rút vì hạ bay đôi chìa mình xăm khu cả đôi chìa mình ai à, và lâu từ lưu ở vay đài chứ đâu tiết đấy bà tôi dáng đôi chìa ca sắc xa chứ mà sân này gì dương mình lập tour ban riêng mà chị em đây và tay dương và sân này dương ban lệ là hốt lấy bật cụt là hốt hạ bệnh đưa chị ọt sau miên đâu cũng lắng ca trong và to thì riêng đi được và tay sân này chị ca riêng lúc lập tour ban lấy lo tôi bây chị mình lấy bôi cái đó lấy lo lấy nông chùm nào lấy bôi đó lấy trăm đấy hạ bệnh đưa chị tôi chưa mẹ rộng trong riêng to tiết thấy mưa một khu này hạ bay đôi chìa lo và sao bà chẳng lại mình chỉ nói ní cư chi xa mới đặt tiền đấy bà bị ca bổng riêng rồi bò cũng hay chỉ bị đôi chìa rồi bò lục phục đại bất lục phục môn lại nem đại môn bà dưới chắc như pin môi dù vật bà dưới ní cư dương theo tay loạt tập tu ban đầu chơi chuyển đen chụp chơi được lớn cách ca nghe vậy mùi càng ca nghe tu xa thì ca nghe rõ si càng cách ca nghe sủng cung chia ấy đó bà chắc cứ chúng nói như là o mà tên mà ấy you check luôn này you check luôn này như thế dụ chân dương dương đây và trong cô sao như check luôn này mới là hốt mà tôi biết ta như thua và tôi ba nó chơi dùm nha được chụp chơi lực cách càng nhiều vậy mùi hai đứa nơi và trên một sân này chỉ mình toàn thế nhưng tôi đã hiếp trong phai ca và giới thì bắt đầu việc chụp chơi từ lơ bị say mùi lắm làm bây giờ ai người ta miễn credit từ ngày tầm một tiền và chứ chỉ nói như cứ om tên thì xa mũi ọc rung xa mũi đặc tương và phụng này xuống phụng này vật bà ấy mũi chiếc phong đáy có vừa bị bàn lực lao để tôi chúng đây sẽ lành trong cửa xa đây chỉ rơi rơi dương tay để sắc xa thì số đây vì khác ở trường hoa ta để bàn chìa vì một khai tầm khai một trăm thì chúng mai rập trăm anh dễ tại vì rơi sắc đây sẽ lành sắc đây sẽ lành vô những kết thai rơi đến vì sự khánh này bà trong cửa xa mũi sự cung chiết muôi bậc mình biên đâu sẽ đây là lánh thế nên bắt chặt chay chân lý cư nhưng ai thì bàn tha đây là lánh mình men trăm tài non cru xa với việc bất năng trong miền non cồng cru xa đây của quân tay là không bật tay chiết muôi tưởng muốn cả thở miền sẽ đây là lánh này bà non sự cung chiết muôi tưởng muốn cái ra như miền là nam chia bao bây giờ đấy đây chỉ ở nhà thô đây đây đấy và chỉ ở nhà thô và chỉ ở nam chia bao rồi bao chia bò chẳng mà sân này chỉ tìm nét tìm nôn rồi viên một chi vô rốt nâng ở nhà thô đây đây nâng bình viên đâu sẽ đây sẽ lãnh rồi viên cái gì thế có sự công chiếc nâng có đồng bọn nâng ăn viên đâu ca thế chỉ mà ra đây bà chẳng hay cái thà tiêm tiêu viên đâu sẽ đây sẽ lãnh rồi viên kia tụi quanh nó mọc bà rồi viên nạ đức nôm rồi viên một chi vô rốt chắc viên đâu vừa ơi ở đồng bọn nâng bật tên nâng nâng miên đâu ca thế chỉ mà ra lọ và sao liền tái bà sân na chia ở miền dưới đây sẽ lánh mà ngay cái tập bạch trang ba tập cam ri quân ở sự tháp bạch na trong việc tàu ở rồi thì vì ở miền ở lại na mui bắt to từ một bài này bài cho bọn đi nhóm ba mươi không nông thủng phố Facebook ấy ở đây khơi là sự phố ra khang ri quân bắt tay à sự tháp bạch na sau khi ri quân bài sự tháp bạch na đứt kẹt sau khi tại vì là ri quân cho anh Black sự phố và ô tờ lá ca Facebook cũng cứ bô mình tên mà thấy khi ông đăng thà đẹp xinh cực chân nào tờ tay bạc xương khơi nhau Facebook bà tha muối có ấy à pi bánh có tam hay là hột hoặc như nào khóc kia đi chứ giờ ra vừa nhẹ nhảy bên đằng bà vừa ở bên lại na đi tuần sắp na ấy rồi chịt cộng cao này đây mình chọn lấy hay tam cái điểm cho chất này đến tam cái điểm và chẳng đi cái dương ai hoặc đô nó ít hoặc gì đấy để lấy rạp lục phục bốn cái ta bạn ọc rung dương tiền lâu cai lâu chất lâu ở rong lo mê tên bà hay sự không tha tam dạng là ca sắc sai đi sốt nơi mê điên đó đi thúc bây chìa mình ai dọc mà ăn hoặc về ly rư gò mình ai thua tam ban một rồi cứ rối bật tay xem này ở phi viêm làm tích đo là bây thường mấy chi chẳng ai ở vì ở quay đây sẽ có ở chia chẳng ai ở quay đây sẽ cùng chiếc ốc phơm
bà chân cứ miền tây an ở quan là cô ca nơi sực đây sờ lạnh tê bà mình bây là sực đây sờ lạnh tam ba chủ quay đi cô chấm ở từ lưới sực đây sờ lạnh cho nên lưới lưới này mẹ thấy không sực đây sờ lạnh mình đi bọc cọp đòi cô được thoa mẹ ta thoa cả na mua thịt ta bà cứ lo mẹ tên rồi cho na bọc riêng mình đúc ơi ở lo sao để chìm xe kiện nở cả bọn trôi cho nam đi tiết chắc mẹ riêng được bao hồi của anh biết cái trâu mẹ tên là chạy tàu sực đây sờ lạnh đi thì cô bọc mang thay cái lo mới như khơi nha miền ca tục chạy tôi chỉ mua đến trong dù chân nơi đi đi nó phải dương qua lên bát sao bánh tật tập bát qua lưu stray ấy chẳng tư anh stray luôn ấy nó có rẻ xa nó tầm lấy luôn ấy nó còn còn ba đây là còn bạc đầy là tuyệt của bạn thọt luôn anh thôi còn bên chất nó vay đài khi mà khang tiết nó khá thôi tập quạt chẳng đi cứ chìa sau là thoa mùi sủng công bao dương như thật là cay tầm râu từng ốc đĩa mà men hạt đây là lãnh coi trên chui chân đấy ra chỉ ca phát đo lư tầm lay và đôi chia ca như chất tục đặng thái toàn nâu ở vây để chia là sao là thoa như thoa bao dương bà chân có khuôn tập đi nhưng mà tôi ban tập đi chuyên po ru lại ru biên là sọc kịp lo rộng từ tu tiên miền bàn nâu hoặc ca bọn sáng mai bây giờ thằng đi bảo số bỏ quân chơi bà chân đi kháng cho mấy bà nhưng mà tụ ban chân là lâu mai chỉ là rùi rùi biên là vào đó mấy đấy tới bà việc sọt tới mà chứ mà gì cao mà dư được trong nó tin đi chân biên phi bình nhạc cũng đi sắp đây được bay bay trong đây một tay là phi ở thôi mà chắc Spec ai chạy lấy ba đấy chị ở ở ba cũng đi ở ngày mua đang đạp ở lưới được bà vậy ở lưới trong bên là mướn mướn nguyên đây chạy lấy chứ mướn chạy lấy chứ ai buông xuống bật cam thi chứ đảm đây bảo rồi chứ không để chẳng sạch đâu ok bà chẳng ở quân tra mà ở miến còn mấy đây bà bà chẳng ngọn miến có đấy đấy chẳng ở quân tra đón tiếp của ca chơi chơi ruộng của bà kru này kru ở khnì bà hay chun po nó cả sang thôi đi rồi từ từ tìm bàn đi chung kết tha phân tích không ai nhé để thấy thì điên khnì đấy bà đôi khnì đấy mà tao miến ca chơi cho nam sòng cran đấy đôi khnì đấy bà chắc từ tí miên xong mà nếm bà xong mà nếm có bàn chơi chơi luôn là chia sẻ gì rồi bỏ một cái nếm bàn chơi chơi luôn qua thằng ngày bà quân chưa ăn chắc bà sân là chỉ ăn biết nhưng buông xuống bật bật chọc cầm thi bây giờ tay mà đó rồi lấy bật lý bà chân sông chơi luôn buông xuống bật bật chọc một chiếc nó khnê bà sông rộp bục đại thang xu sông rộp bục đại bật thì rộp sông bà quân chỉ buông về lấy bật lý để bàn chơi chơi luôn thì là crew để crew nó ta sắp xa cái đôi chia tài cùng đâu hay dừng tâm tha dừng thời gian na đập bay ở chiếc mặt dương càng phải phô phong chỉ mua những sợi thoa chỉ thoa bay dương càng đây là off sao phong đài hay số mà quân chỉ phô phục đại su đại bất đại ban đó là mê riêng để chia nơi tam thay xa con trai của học viên tiếp xe nó không tất cả lý bọn chúng sang tham muốn đi số mọi chia ngay đâu ở vừa cọ và đôi chia tụ ba nơi chất bỏ chơi lo phòng đàn xô một quân thì bán đi đường nào tại nó bỏ bộ đó thì sẽ bị cả vài chút phòng đàn xô như phòng đàn vẫn a chứ bà cũng ra mà Chen ở cửa.